Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Khác với thường lệ, bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để bàn về sự cố tin tặc tấn công hệ thống thông tin điện tử của hai cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã xảy ra vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua 29 tháng 7. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bay của các hãng hàng không, gây ra bất tiện cho hàng trăm nghìn hành khách. 13 giờ 45 phút, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống thông tin điện tử bị hacker tấn công 3 lần. Màn hình xuất hiện dòng chữ Trung Quốc với nội dung xúc phạm Việt Nam và Philippines và xuyên tạc về Biển Đông. Đến lần thứ 3, hệ thống thông tin sân bay bị đánh sập. 16 giờ 07, tại sảnh E, ga quốc nội T1, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, toàn bộ các màn hình hiện dòng chữ Trung Quốc. Cũng tại hai sân bay quốc tế này, có âm thanh lạ được phát trong khoảng 4 phút, ngay khi phát hiện đã được tắt toàn bộ hệ thống âm thanh màn hình. Cuộc tấn công làm hệ thống thông tin dữ liệu chuyến bay của các hãng hàng không bị xáo trộn, thông tin hành khách bị lộ, các hãng phải làm thủ tục thủ công. 16 giờ, trang mạng của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài. Khi tấn công, hacker để lại thông tin khẳng định nhóm China 1937 đã thực hiện vụ tấn công này. Đây là nhóm tin tặc thường xuyên tấn công mạng rất nhiều website doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. 17 giờ 45 phút, trang mạng Vietnam Airlines đã được khôi phục và đang được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, tuy chưa xác định bị hacker tấn công như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhưng từ 16 giờ 30, hệ thống mạng máy tính để làm thủ tục bị trục trặc, các dòng chữ hiện trên màn hình rất mờ. Ngoài ra, trong hệ thống 21 cảng hàng không sân bay trên cả nước, thì nhiều sân bay bị cắt mạng Internet, các hãng chuyển sang làm thủ tục bằng tay để kiểm soát mạng và duy trì an ninh. 19 giờ 45 phút, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phú Quốc phải đóng cửa hoàn toàn hệ thống check-in. Do phải làm thủ tục thủ công nên các chuyến bay bị chậm trung bình từ 50 đến 60 phút. Đến 20 giờ, nhà chức trách hàng không Việt Nam và Bộ Công an đang họp tại Nội Bài, phân tích tình hình và đưa ra các giải pháp ứng phó với sự cố nghiêm trọng. Và tới hơn 21 giờ, sân bay Tân Sơn Nhất trở lại hoạt động bình thường. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hệ thống điều hành bay an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài vẫn hoạt động bình thường. Sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay và an ninh hàng không. Sau gần 24 tiếng kể từ khi bị tin tặc tấn công, đến thời điểm hiện tại, sân bay Nội Bài với quầy làm thủ tục tại các hãng đã cơ bản được khắc phục. Tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, 30 tháng 7, chỉ có một số quầy làm thủ tục được khắc phục. Đến 12 giờ trưa nay 30 tháng 7, các quầy thủ tục còn lại mới hoạt động bình thường. Do hành khách được khuyến cáo đến sớm 2 tiếng trước giờ bay nên không gây ra tình trạng hỗn loạn tại sân bay. Tuy nhiên, toàn bộ màn hình hiển thị vẫn trong tình trạng ngừng hoạt động, hệ thống loa phát thanh cũng im ắng, thậm chí là thông báo hành khách lên máy bay cũng hạn chế, an ninh được thắt chặt. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự cố trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến hệ thống điều hành bay, khai thác tàu bay, không uy hiếp đến an toàn bay nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình phục vụ hành khách của ngành hàng không. Có hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục chuyến bay bị chậm giờ từ 15 phút cho tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 7 năm 2016, khu vực làm thủ tục của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tiếp nhận hành khách làm thủ tục hoàn toàn bằng hệ thống máy tính thay vì thủ công như là khi xảy ra sự cố. Các màn hình lớn thông báo về lịch trình đến và đi của các chuyến bay đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, màn hình tại quầy làm thủ tục vẫn trong tình trạng ngưng hoạt động, phục vụ công tác sửa chữa và không ảnh hưởng đến hành khách. Tương tự, khu vực của hãng Vietjet Air tiếp nhận lượng khách ổn định, không quá đông đúc và không xảy ra hiện tượng chen lấn. Bên cạnh đó, 7 kiosk check-in online của hãng này do không ảnh hưởng bởi sự cố nên đã hỗ trợ rất đông hành khách làm thủ tục. Được biết là sự cố an ninh mạng chiều ngày hôm qua đã khiến cho 40 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, trong đó chuyến muộn nhất bị chậm gần 1 tiếng đồng hồ. Sự cố này tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến hệ thống điều hành bay, khai thác bay và không uy hiếp an toàn bay. Vụ tấn công tin tặc vào hai sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài cùng với việc website của Vietnam Airlines bị hack cho thấy những lỗ hổng trong vấn đề an ninh mạng của chúng ta hiện nay. Điều này có thể ảnh hưởng đến an ninh sân bay và an toàn bay như thế nào? Chúng ta ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với khách mời là ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công ty An ninh mạng BKAV. Xin kính chào ông và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa ông có thể chia sẻ một chút thông tin về nhóm tin tặc, nhóm hacker 1937CN, nhóm được cho là đã thực hiện cuộc tấn công vào hệ thống mạng của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài vào chiều tối ngày hôm qua 29 tháng 7 ạ.
Thực ra thì đây là một cái nhóm hacker tương đối là quen mặt. Cách đây khoảng chừng một năm, vào cuối tháng 5 năm 2015, thì cái nhóm hacker này cũng đã thực hiện khoảng 1.000 cái tấn công vào các cái website, các cái cơ quan chính phủ tại Việt Nam. Và cái thời điểm đó thì chúng tôi cũng ghi nhận đây là cái thủ phạm tấn công vào các website, chính là cái nhóm 1937CN. Vâng, như vậy là chúng ta đã có kinh nghiệm trong cái việc tìm hiểu về nhóm tin tặc, nhóm hacker này. Vậy từ cái kinh nghiệm của mình thì ông có thể cho biết là thông thường để thực hiện một cuộc tấn công như vậy ạ, thì nhóm hacker đã phải chuẩn bị ra sao và cách thức họ xâm nhập, họ tấn công thì như thế nào ạ? Dựa vào những cái dấu hiệu của cuộc tấn công Vietnam Airlines vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhóm tin tặc này đã phải chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng và trong một cái thời gian đủ dài. Dựa vào những ba cái cuộc tấn công, thứ nhất là chuyển cái tên miền của Vietnam Airlines từ server này sang server khác. Cái thứ hai là đưa toàn bộ các cái dữ liệu khách hàng lên mạng. Và cái thứ ba là tấn công xâm nhập vào cái hệ thống phát ra âm thanh và thông báo của nhà ga sân bay. Thì có thể nói rằng là tin tặc đã nằm vùng được ở trong hệ thống và có tương đối là nhiều các cái thông tin liên quan đến quản trị hệ thống. Và từ đó thì mình có thể ra được các cái lệnh để thực hiện cái như chúng ta đã thấy. Vâng, như vậy là rõ ràng chúng ta thấy rằng là họ đã có một sự chuẩn bị khá là công phu và trong một thời gian tôi nghĩ là cũng tương đối để có thể là xâm nhập vào hệ thống như là chúng ta đã thấy vào ngày 29 tháng 7 vừa rồi. Rất nhiều người thì rất là lo lắng là liệu tin tặc thì họ có thể tấn công vào cái hệ điều hành bay cũng như là an ninh mạng của hai sân bay này hay không, và nếu như điều đó xảy ra thì hậu quả như thế nào? Về nguyên tắc thì các cái hãng hàng không bao giờ cũng sẽ thiết kế cái hệ thống điều hành bay độc lập với các hệ thống khác. Điều này có nghĩa rằng là cái hệ thống điều hành bay nó là cái xương sống của toàn bộ các cái chuyến bay. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Và trong cái đợt tấn công này thì chưa có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là cái hệ thống này đã bị xâm nhập. Và có thể nói là hiện nay thì cái hệ thống này vẫn được an toàn và người sử dụng, khách hàng hoàn toàn là có thể yên tâm, bởi vì là chưa có cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là các cái hệ thống điều hành bay đã bị can thiệp. Và tất nhiên thì mọi điều có thể xảy ra, và khi một cái hệ thống điều hành bay mà đã bị xâm nhập vào thì cái nguy cơ của nó có thể nói là rất là khôn lường, bởi vì như vậy là tất cả các cái chuyến bay sẽ có thể là bị ảnh hưởng. Dạ vâng, và chúng ta hoàn toàn có thể tiên lượng được là hậu quả nó sẽ như thế nào nếu như mà nhóm tin tặc này làm rối loạn cái hệ điều hành bay của những chuyến bay, đúng không ạ? Vâng, như vừa rồi chúng ta đã thấy rằng là cái việc tin tặc tấn công vào website Vietnam Airlines và mạng của hai sân bay là Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài thì đã làm ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách họ có chuyến bay ngày hôm đó. Nhưng tôi nghĩ rằng hậu quả không chỉ dừng lại ở việc đơn giản như vậy, mà còn một việc nữa mà chúng ta cũng nói đến, đó là những thông tin cá nhân của hành khách hoàn toàn có thể bị truy cập và bị rò rỉ. Thì câu hỏi đặt ra là điều này dẫn đến những nguy cơ như thế nào thưa ông? Thực tế thì ở vụ việc này là khoảng 400.000 cái thông tin của khách hàng đã được rò rỉ lên mạng. Và với cái việc mà một số lượng lớn các cái thông tin đã rò rỉ lên mạng như vậy thì hệ lụy là những cái người khách hàng đó có thể là sẽ bị làm phiền. Ví dụ như là có thể bị khai thác cái thông tin đó để mời chào các cái dịch vụ, các cái quảng cáo chẳng hạn. Chưa dừng lại ở đó thì một số các cái thông tin ví dụ như là tài khoản hay mật khẩu, đối với người sử dụng thì có thể là họ sẽ dùng chung với các cái dịch vụ khác. Và khi mà các cái thông tin đó bị lộ ra thì rất có thể là những cái dịch vụ của khách hàng đang sử dụng có thể là sẽ bị tấn công và sử dụng các cái tài khoản mật khẩu để tấn công vào các cái dịch vụ đó. Vâng, như vậy cũng khá là nguy hiểm đúng không ạ? Từ cái sự việc này thì chúng ta thấy rằng là những lỗ hổng như thế nào trong cái công tác đảm bảo an ninh mạng tại các sân bay nói riêng và hệ thống an ninh mạng của chúng ta nói chung hiện nay thưa ông? Tất cả các cái hệ thống mạng đều cần phải được đảm bảo an ninh, bởi vì các hệ thống mạng chính là cái cốt lõi của toàn bộ cái hệ thống. Và khi mà tin tặc có thể xâm nhập được vào hệ thống mạng thì tất cả các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, của các cái tổ chức đều có thể là sẽ bị can thiệp và bị ảnh hưởng. Và chính vì vậy cho nên rằng là đối với các cái quản trị thì đặc biệt là trong cái thời điểm này chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác và cần phải rà soát ngay lại toàn bộ các cái hệ thống xem có những cái lỗ hổng, có những cái nguy cơ nào
và chúng ta cần phải bịt các cái lỗ hổng đó kịp thời nhất có thể, bởi vì rất có thể sau cái cuộc tấn công này sẽ là các cái cuộc tấn công khác, và không chỉ ở Vietnam Airlines mà có thể là các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp khác. Vâng, như vậy là chúng ta, nhất là những nhà quản trị mạng, những nhà công tác trong cái lĩnh vực an ninh mạng, thì họ sẽ luôn luôn cần phải đề phòng sự tấn công của các nhóm tin tặc. Từ cái sự việc này thì ông có khuyến cáo như thế nào để tăng cường đảm bảo công tác an ninh mạng ở lĩnh vực này tại Việt Nam? An ninh mạng thì nó vẫn là một cái điểm nóng trong vài năm trở lại đây. Và chính vì vậy cho nên rằng là tất cả các cái quản trị, các cái những cái người mà có tham gia vào các cái hệ thống thì luôn luôn phải đề cao cảnh giác. Bởi vì chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của tin tặc bất cứ lúc nào. Bởi vì các cái cuộc tấn công nó không chỉ đơn thuần mang tính chất là ghi điểm như trước đây, mà bây giờ thì nó sẽ mang nhiều các cái mục đích liên quan đến kinh tế và thậm chí là màu sắc chính trị nữa. Chính vì vậy cho nên rằng là cái việc đề phòng của chúng ta là không lúc nào thừa cả. Và chúng ta cần phải rà soát hệ thống cũng như là phải trang bị các cái phần mềm, các cái chương trình an ninh để đảm bảo cho cái hệ thống của chúng ta được an toàn. Vâng, và rõ ràng là tôi thấy rằng qua sự việc này thì cũng đặt ra rất nhiều vấn đề đối với những nhà quản lý mạng và những người hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn cần phải đi trước tin tặc một bước để có thể là đề phòng được những rủi ro cũng như là những hậu quả của việc bị xâm nhập và bị tấn công. Vâng, xin cảm ơn ông đã đến và trò chuyện với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay xin được tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý khác. Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 7 trên đường Thủ Khoa Huân, phường Hòa Lân 1, Thuận An, thị xã Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người chết, một người nguy kịch. Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 47C11424 do Lê Doãn Thế sinh năm 1993 quê Đắk Lắk điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ ngã tư Hòa Lân về ngã tư Bình Chuẩn. Phía sau có chở theo một người bạn nam chưa rõ danh tính. Khi xe vừa lưu thông qua khỏi ngã tư Hòa Lân được khoảng 700m, do phóng nhanh và ôm cua gấp khiến cho ông Thế không kịp xử lý đã tông mạnh xe máy vào cột điện chiếu sáng công cộng. Cú tông mạnh đã khiến cho xe máy văng xa khoảng 10m. Anh Thế đập đầu vào cột điện tử vong tại chỗ. Nam thanh niên còn lại bị trọng thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, bản tin giao thông an toàn ngày 30 tháng 7 năm 2016 của kênh VTC 14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.